Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lại lên cho các bác một em họa mi thuần, sách lồng vẫn hot, lắc lồng hot này các bác này. Đấy, anh em nhìn em lắc lồng này, nó không hề nhảy anh em nhá. Con chim rất là thuần luôn. Bóng bộ đẹp, họa nét các bác nhá. Đấy, giọng cực kỳ là hay luôn, mắt xanh anh em ạ. Đấy, anh em nhìn nó đang thể hiện này các bác này. Con này cao cầu anh em ạ. Bóng bộ rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể thấy một chú chim rất là thuần các bác nhá. Anh em nào bồ kết em họa mi thuần này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 097 46 48 99 thôi nhá. Em này nói thật sự với anh em luôn là một chú chim khá là bản lĩnh luôn anh em ạ. Đấy, họ rất là cao cầu, bóng bộ đẹp, dáng dấp ok các bác ạ. Chim thuần khoảng 35 lồng rồi các bác nhá. Lông lá bóng bộ đẹp. Đấy. Bác nào bồ kết em họa mi này thì alo cho em nhá. Bây giờ các bác nhìn này, bóng bộ rất là đẹp luôn. Em dí sát vào máy quay mà con chim vẫn cứ thể hiện được các bác nhá. Mắt xanh đẹp quá này. Chân này. Đấy. Chân cành đào các bác nhá. Yeah.